kêu nhỏ. Ôi nó kêu nhỏ. Nó bị cuốn lại rồi. Nó vạch ra nó ăn cái chân trước. Thiếu được chứ. Cái gì rụng ra nó ăn trước cái đó, nó ăn vạch hết cái chân nó ăn gì vậy? Đó, thấy không? Nó ăn mấy cái chân trước. Nó không nuốt luôn mà lại ăn kiểu đấy. Đó, thấy không? Ăn cũng không được ai. Nuốt luôn đi em tướng.